Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có cuộc làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19 để tiếp tục tìm giải pháp thao gỡ khó khăn, vướng mắt, thúc đẩy sản xuất vaccine phòng COVID-19 ở trong nước. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đâm chỉ đạo chung về công tác nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19, yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ có liên quan, các hội đồng cùng vào cuộc hướng dẫn về quy trình, thủ tục để các đơn vị đang tiến hành nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, sản xuất vaccine, thuốc và cả trang thiết bị, vật tư y tế như kit xét nghiệm. Đã ứng ngay không để vì thủ tục hành chính mà ách tắc công việc. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu mọi việc suôn sẻ thì trong tháng 9 này, chúng ta có thể có vaccine sản xuất trong nước. Đây là kết quả từ sự nỗ lực, lao động của các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà sản xuất, cũng là sản phẩm chung của cả nước, của dân tộc, của lòng dân khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, quyết tâm của con người Việt Nam trong bối cảnh khó khăn, theo tinh thần biến nguy thành cơ, lấy khó khăn thách thức làm động lực để phấn đấu vươn lên, khẳng định và trưởng thành, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, góp phần nâng cao vị thế đất nước.